Tối ngày mùng 6 tháng 1 vừa diễn ra đêm gala trao giải Ngôi Sao Xanh với sự tham dự của hàng trăm khách mời nổi tiếng, các đạo diễn, diễn viên và những người hoạt động nghệ thuật. Theo kết quả chung cuộc, ở hạng mục truyền hình, giải thưởng phim xuất sắc nhất thuộc về bộ phim Muôn Kiểu Làm Dâu. Vai diễn Bách trong phim Nhà Trọ Ba Lan Hà do Xuân Nghị thủ vai và vai Linh trong phim Tình Yêu và Tham Vọng do diễm My 9X đảm nhận đã nhận được giải nam trên nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ở lĩnh vực điện ảnh, hạng mục nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn được trao cho Kiều Minh Tuấn với phim Nắng Ba Lời Hứa Của Cha và Ninh Dương Lan Ngọc với phim Gái Già Lắm Chiều 3. Nhận được tổng số lượt bình chọn 422.855 từ khán giả, Chi Pu vượt qua đàn chị Thanh Hằng và Ninh Dương Lan Ngọc giành giải nữ diễn viên được yêu thích cho vai diễn trong bộ phim Chị Em Em tràn ngập cảnh nóng. Để giành được chiến thắng, Chi Pu đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký trong đề cử này như Thanh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Thu Trang, Kathy Nguyễn. Lần đầu chạm tay vào cúp Ngôi Sao Xanh, Chi Pu không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Một bông hoa không thể nở được nếu thiếu đi ánh nắng, mọi người chúng ta không thể nào sống được nếu thiếu đi tình yêu. Và chính giờ phút này, chiếc cúp Ngôi Sao Xanh là minh chứng cho tất cả tình yêu của khán giả, của Sunny đã ngày đêm bình chọn cho Chi. Và Chi cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đối với ekip làm phim Chị Em Em đã luôn hỗ trợ để Chi hoàn thành vai diễn này một cách trọn vẹn nhất. Ở lĩnh vực phim chiếu mạng, web drama của Ngôi Sao Xanh 2020, giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Duy Khánh và Khả Như trong cùng phim Xóm Sân Si. Phim được khán giả yêu thích nhất, Xóm Sân Si. Phim xuất sắc nhất do HDNT bình chọn, Chuyện Xóm Tôi. Trước đó, ở hạng mục nữ diễn viên được yêu thích nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi có quá nhiều anti-fan vào thả phẫn nộ ở bài viết kêu gọi bình chọn để bày tỏ sự không vừa lòng với danh sách đề cử này. Đặc biệt, hai bức ảnh của Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc vấp phải làn sóng phẫn nộ nhiều nhất. Nhiều người cho rằng hai nữ diễn viên không xứng đáng để nhận được giải thưởng này. Thậm chí, không ít người còn khẳng định sẽ tẩy chay giải thưởng ở các mùa sau nếu trao giải cho Chi Pu hoặc Ninh Dương Lan Ngọc. Nguyên nhân khiến Chi Pu vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của cư dân mạng xuất phát từ những màn hát hò của cô nàng để lộ giọng hát yếu ớt, liên tục hụt hơi và diện đồ phản cảm. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhận phải vô số lời chỉ trích, tấn công của netizen sau lùm xùm bị nghi là lườm nguyết Thủy Tiên trong một show thời trang cách đó không lâu.